nhất hai thì nhì ẹt tứ luôn nha anh em ơi. Bữa nay shop em mới về một bé Exciter 5B71, xe quá đẹp, quá chuẩn xe luôn nha anh em. Nghe cái bô nổ ghiền luôn á. Đó, bát dép đầy đủ anh em ha. Bóc chép mâm sơn zin nè, quá đẹp luôn. Còn nhám độ nhám của zin nè, má được gấp sườn rồi còn rất đẹp nha, bao đẹp. Đó, anh em xem lốc nè, đó ha, trắng tinh ha, màu gam zin còn không phai theo thời gian luôn nha anh em. Đó, những con ốc nồi đây đó anh em, còn chuẩn màu ha. Nè, còn nguyên zin luôn nè em. Chưa có làm cả dây yên luôn, dễ hay luôn, còn theo xe luôn. Đó, hộp đồ nghề còn đây luôn. Đây, nhận định số khung nha anh em. 5B71 0A Y. Con này đời rất là cao. 2010. Sơn quá đẹp. Chưa có bắn dặm gì hết luôn nha anh em. Quá bồ nổ luôn, vỏ bánh cũng mới thay cho anh em. Gai chi chích tua tủa luôn. Bạc sơn rồi còn nguyên zin luôn. Ha, mang đến chất lượng tuyệt vời cho anh em. Mấy cái dòng ẹt tứ này thì anh em chơi anh em chơi nhiều thì anh em hiểu ha, rất là nhiều người ta khoái nha anh em. Chắc không bao giờ mà lỗi thời, lỗi mod hay là mất giá theo thời gian gì đâu nha anh em ơi. Cái này đặc biệt cái ốc tán đồ còn gam màu đẹp quá. Gam màu theo theo xe từ trước giờ luôn anh em nè. Không có súng chì luôn ha. Quá đã luôn, cái bao da gù, mấy cái tay thắng, tay con rồi còn zin theo xe hết luôn, chưa có thay luôn á nè. Ha, cái quay tổng thể rất là lẹ cho anh em hình dung một cái hẹp, cái máy đó anh em thấy không, tê tái vậy. Cả chân chống dựng, chân ngang dựng giữa gì đó cũng còn nguyên si hết luôn đây. Thì đối với con xe này thì phép bán bằng những con xe ở dựng ở ngoài kia, mình còn con giống y gì. Xe này thì bán 64 triệu nha nè. Anh em thấy hợp tình, hợp lý, hợp ý thì mình chơi vậy nè. Còn mình thấy cao mắt hay là gì đó thế nào thì bỏ qua ha. Chứ bây giờ hãy để tìm cho anh em mà một chiếc xe ạt mà để nó chuẩn như thế này thì cũng cực lắm rồi nè, chứ không phải dễ đâu. Mua cái xe thì phải xác định, phải coi nó nhiều chiếc phải lỗ hoài nè. Lúc mà đi mua xem thì thấy nó zin chắc chừng về, nhầm khi nó rớt rồi mình á, mình không có phát hiện được, rớt khéo quá đó nó rồi cũng lỗ. Còn cái con này thì bao nha anh em. Đó, ở đây bán cho anh em tầm giá này thì bao. Đó, anh em muốn rẻ nữa thì vẫn có cho anh em luôn. Đây, giá 45 triệu đây. Đó. Con này thì 5B7109 nè, 209 nè. Xanh GB. Xanh đen ha, GB 209 thì nó xanh đen bạc. Đó. Con này thì nói chung là bạc sơn nè. Chân cẳng nó cũng còn zin hết, ốc tán rồi cũng còn zin hết. Chỉ có một cái là nó rút đầu. Rớt đầu nó thay cái nòng của 135 năm số. Đó, chỉ vậy thôi. Còn máy thì chưa có hạ nha anh em. Đó. Sơn ốc tán này cũng còn gam màu. Anh em thấy cũng tuyệt vời. Ở đây bán có 45 cũ nha anh em. Đó, và đây. Con xăm 2 này. Con này thì như là mát đời nè. Con này mới đời cao nè. Con này đời 21. Con đời 21. Ha. Năm sản xuất 2011 anh em ha.
B ha, 5B 71 BI BI 211. Còn mà không không gì 5B 71 A AI thì nó 2010. Nó tính ABC, còn 209 thì nó dẫn đánh là 09 vậy nè. 209 thì dẫn đánh 09 đây. 5B 7109 ha. 45 cũ nè. Bao anh em im ngon tất cả luôn. Đó. Còn ba con này thì một càng. Đó, 208, 209, 210 ha, 8, 9, 10. Giá cho điên. Đúng là giá bán công khai cho điên nha. Rồi, anh em quan tâm xe nào tải cái hàng thì vui lòng liên hệ nhé. Rồi, xin cảm ơn.